một tấm lưới kim loại đơn giản nhưng có thể tách ngọn lửa ra khỏi nguồn nhiên liệu. Đây chính là nguyên lý hoạt động của đèn Davy, được các thợ mỏ sử dụng từ thế kỷ 19, giúp hạn chế tối đa những vụ nổ trong mỏ than. Sự cháy diễn ra phải cần đủ 3 yếu tố: chất cháy, chất oxy hóa và nguồn nhiệt. Với tính dẫn nhiệt tốt, các dây kim loại hấp thụ nhanh chóng nhiệt từ ngọn lửa và phân tán ra toàn bộ tấm lưới, làm nguồn khí đang cháy nguội đến mức không thể duy trì sự cháy, mặc dù nguồn khí đốt và oxy có thể đi qua lưới dễ dàng. Khi sử dụng đèn, nếu có bất kỳ nguồn khí đốt nào, nó sẽ xuyên qua lưới vào đèn và cháy vô hại trong đó, thay vì đốt cháy toàn bộ lượng khí khổng lồ và gây nổ. Đây là một giải pháp đơn giản nhưng giải quyết được một vấn đề lớn khi chưa có đèn điện, giúp cách mạng hóa ngành khai thác than, thúc đẩy cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra.